U23 Thái Lan dự giải U23 Đông Nam Á năm nay với tư cách chủ nhà. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 26 tháng 8 tại tỉnh Rayong, Thái Lan. Trước khi bước vào giải đấu này, huấn luyện viên Isora Suritaro của U23 Thái Lan nói, dĩ nhiên, chúng tôi muốn vô địch giải U23 Đông Nam Á, nhưng mục tiêu chính của toàn đội vẫn là hướng đến giải châu Á. Tôi muốn thông qua giải đấu này, nhìn thấy các cầu thủ trẻ của tôi phát triển như thế nào. Tôi cũng muốn cũng chuẩn bị chiến thuật, thể lực và mọi thứ cho các cầu thủ trẻ hướng đến tương lai. Tôi biết mọi người yêu bóng đá Thái Lan đều trông chờ điều đó, vị huấn luyện viên của đội U23 Thái Lan nói thêm. Nói cách khác, định hướng của bóng đá Thái Lan với đội U23 hiện tại khá giống với U23 Việt Nam. Họ không bỏ qua việc cạnh tranh thành tích tại giải Đông Nam Á sắp diễn ra, nhưng ưu tiên lớn hơn vẫn là tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ nâng cao kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh, hướng đến tương lai lâu dài là các giải tầm châu Á và xa hơn nữa. Ông Isora Suritaro của U23 Thái Lan chia sẻ, đội bóng này sẽ trải qua 3 giải đấu liên tục từ tháng 8 này, gồm giải Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, đầu tháng 9, và ASEAN, cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Chắc chắn lực lượng của đội sẽ có biến động xung quanh 3 giải đấu ấy, vì không thể giữ nguyên một bộ khung suốt 3 tháng liền. Chúng tôi vẫn theo đuổi ước mơ giành suất tham dự Olympic Paris năm 2024, ông Isora Suritaro khẳng định chắc nịch. Riêng tại giải U23 Đông Nam Á sắp khai diễn, U23 Thái Lan chỉ còn 3 cầu thủ sót lại từ SEA Games 32, cho thấy đội bóng trẻ xứ sở chua vàng cũng không sử dụng lực lượng mạnh nhất trong lứa tuổi 23, giống tính chất của đội U23 Việt Nam đến với giải đấu khu vực. Tại giải U23 Đông Nam Á năm nay, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với các đội Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Philippines và Lào. Trong trường hợp cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều dẫn đầu các bảng đấu của từng đội sau vòng bảng, hai đội này chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết vào ngày 26 tháng 8 trên sân Chonburi. Ở trận chung kết kỳ giải năm ngoái, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 1-0 tại Phnom Penh, Campuchia.